chứng kiến kỳ tích của sinh mệnh, tìm kiếm nghệ thuật chân chính. Trịnh Tuyết Phi, một diễn viên trẻ đến từ Đại Lục, gần đây đã thủ vai chính trong nhiều tác phẩm điện ảnh của hãng phim New Century tại Hoa Kỳ. Chứng kiến kỳ tích mà mẹ cô trải qua đã giúp cô tìm được mục đích của cuộc sống. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của cô ấy. Trịnh Tuyết Phi, diễn viên của hãng phim New Century tại Hoa Kỳ. Năm 2013, Trịnh Tuyết Phi tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Cô đã tham gia diễn trong nhiều vở kịch nói, phim điện ảnh, truyền hình và phim quảng cáo. Ở trường đại học, thầy cô của tôi đều nói, nghệ thuật cao hơn cuộc sống. Nghệ thuật là sự tìm kiếm tinh thần ở mức độ cao hơn. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra rằng, mong ước theo đuổi nghệ thuật thuần khiết lại là một nguyện vọng xa xỉ trong giới giải trí ở Trung Quốc đại lục. Tôi đã chứng kiến rất nhiều sự việc vượt quá giới hạn đạo đức của mình. Khi những sự việc trong tin đồn diễn ra một cách sinh động ngay trước mắt, tôi cảm thấy mình như sụp đổ, cảm thấy cuộc sống của tôi không còn mục tiêu nữa. Nhưng tôi không muốn mình như nước chảy bèo trôi. Dưới áp lực tinh thần rất lớn, Trịnh Tuyết Phi nhớ đến cuốn sách mà mẹ cô, bà Tiêu Kiến Dung đã tặng, cuốn Chuyển Pháp Luân. Mẹ cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Ai cũng biết bà là người bệnh tật đầy mình, nhưng sau khi tu luyện, rất nhanh bệnh tật của bà đều không chữa mà khỏi. Mẹ tôi bị viêm túi mật và viêm dạ dày, đồng thời mắc khoảng hơn 20 căn bệnh. Sau khi luyện công, sức khỏe của bà thực sự đã xuất hiện kỳ tích, ngày càng trở nên tốt hơn. Mặc dù lúc đó mới 6 tuổi, nhưng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi. Năm 2014, cuối cùng Trịnh Tuyết Phi cũng mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân ra và đọc một cách nghiêm túc. Khi tôi đọc được những điều viết trong cuốn Chuyển Pháp Luân, đại ý là sinh mệnh của con người không phải vì để làm người mà là để phản bổn quy chân, quay trở về. Khoảnh khắc đó, trong tâm tôi có một cảm giác ấm áp. Dường như tôi đã tìm được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh. Dù trong công việc hay cuộc sống, hay trong mối quan hệ với mọi người, tôi nhất định sẽ đều dùng chân, thiện, nhẫn để đo lường bản thân và đối đãi với người khác. Thế nhưng sự bình yên và hạnh phúc này rất nhanh chóng đã bị phá vỡ. Tháng 4 năm 2016, Trịnh Tuyết Phi nhận được một cuộc điện thoại báo rằng mẹ cô đã bị cảnh sát bắt vì phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. 6 tháng sau, mẹ cô bị tuyên án phi pháp 2 năm tù. Một mình Trịnh Tuyết Phi tới đồn cảnh sát giảng chân tướng và nói chuyện từ góc độ lương tri với cảnh sát. Cô yêu cầu họ phóng thích người mẹ vô tội, nhưng cảnh sát đều bỏ ngoài tai. Trịnh Tuyết Phi đã có một quyết định dũng cảm, tham gia phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân, hy vọng có thể chấm dứt cuộc bức hại đối với những người lương thiện có lương tri này. Năm đó, vì ý muốn của cá nhân, ông ấy đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, bức hại nhóm người lương thiện này. Cũng vào năm đó, Trịnh Tuyết Phi nhận được lời mời của hãng phim New Century. Năm 2017, cô ra nước ngoài. Cuối cùng, cô đã có thể tự do tu luyện và chuyên tâm làm việc diễn xuất. Vì muốn truyền bá những giá trị phổ quát, chân, thiện, nhẫn, chúng tôi đã cùng nỗ lực sáng tạo để làm ra những bộ phim tốt hơn, cũng là để mọi người có thể minh bạch chân tướng thông qua những bộ phim của chúng tôi. Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất vui. Nhưng điều trăn trở lớn nhất của cô là người mẹ ở Đại Lục. Sau khi án tù oan kết thúc vào năm 2018, bà Tiêu Kiến Dung vẫn bị quản chế nghiêm ngặt, tiền lương hưu của bà cũng bị tước đoạt. Tới nay, hai mẹ con đã xa cách hơn 2 năm. Trịnh Tuyết Phi muốn nói với mẹ rằng, dù khó khăn đến đâu, mẹ con mình nhất định vẫn phải kiên định, kiên cường tiến về phía trước. Cho dù họ bức hại chúng ta như thế nào, chắc chắn họ đều sẽ thất bại. Mẹ con mình sẽ sớm ngày đoàn tụ.